Nhiều nhắn cho anh Linh, anh Linh ơi em đi đây 3-4 giờ sáng, anh hỏi em đi đâu, nói dạ em đi. Cảm ơn chị quá. Quỷ. Trời ơi. Chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường cùng với quý vị khán giả trường quay ngày hôm nay. Gì vậy, gì vậy? Giữ ta tên gì? Dạ em là Đoàn Quang Thái, năm nay em 26 tuổi. Công việc hiện tại của em là công nhân sản xuất, nhưng mà đó chỉ công việc phụ thôi, công việc chính là dược sĩ. Quê đâu? Dạ quê ở Tây Ninh. 26 tuổi, dược sĩ. Mời bạn nữ. Chị em chào Thái Tường, chị em chào hai anh trai bên kia ạ. Dạ vâng. Rồi em tên là gì? Dạ em tên là Nguyễn Thị Thu Hương, em đến từ Biên Hòa, năm nay 23 tuổi. Ủa nhưng mà mình ở Biên Hòa luôn hay là mình là... Dạ em làm việc Biên Hòa chị. Vậy là hôm nay lên đây tham gia chương trình thôi. Dạ đúng rồi chị. À vậy á hả? Ủa làm việc ở Tây Ninh hay là làm việc ở thành phố vậy? Em làm việc ở Tây Ninh luôn chị ơi. Căng ta. Căng ta. Bạn có đi Biên Hòa lần nào chưa? Cũng chưa có đi à. Bữa nào lên thăm trên đó một bữa đi. Ông anh nói mới nhớ em ở gần trại đó, em không ngại gì đó đâu. Chết. Hả? Gì vậy? Lộn hả? Dạ không chị, cái này là sở thích của em chị. Em ăn giày thường là em thích mang khác màu. Tại vì tính cách của em á chị, độc có, lạ có. Dạ lúc khi vô tư thì em ra vô tâm. Mà thỉnh thoảng thì nó có điên điên, nó có gì một chút nữa. Yên tâm không sao, bên đây dược sĩ có thuốc mà không lo. Giới thiệu bản thân mình xíu nó đi, sở trường, mạnh, điểm yếu. Dạ, em thích là đi phượt là em thích lắm, thích vô cùng. Còn sở thích của em là nấu ăn. Em nấu không biết ngon không, nhưng mà cứ nấu thôi, ai ăn được ăn không em ăn. Ủa bạn trai kia nghe kịp không? Dạ kịp ạ. Em còn cái đặc biệt nữa là nói rất là nhanh. Hình như hồi nãy anh tên Thái đúng không ạ? Đúng rồi em. Dạ anh có gì đặc biệt không? Ý là anh có đi phượt như em không? À có. Anh rất là thích đi phượt. À, tại vì em chưa đi Tây Ninh lần nào á. À, anh hy vọng sau chương trình này anh sẽ mời em đi Tây Ninh thăm núi Bà cho biết. Dạ. Lý do tại sao bạn không có bạn trai? Em hơi thu không dữ chị. Thường thì người ta tìm cách mà tiếp cận với em á. Thường thì em nói câu hai câu đi mất tiêu rồi. Cái ai có sợ gái hung dữ quá không? Vừa thôi chứ đừng có dữ quá chị. Ví dụ hung dữ là hung dữ sao? Quánh người thẳng tay chị ơi. Quánh người? Em quánh được ai rồi? Em quánh được em trai. Hả? Em trai em với em cũng ưa quánh nhau không chị? Ủa là sao quánh nhau nữa? Tại vì dành đồ ăn chẳng hạn. Vậy thường thì mẹ mua đồ ăn ngon là hai chị em mới dành nhau thôi. Đánh thua cũng quánh. Quánh sao? Quánh túi bụi hay là quánh có chiêu có giỏ? Móc mắt bóng tay làm khí thế lắm. Trời đất ơi. Dạ em chào anh. Trời đất ơi. Gái mà sao dữ vậy? Rủ nữa trời lấy chồng về rồi cãi nhau rồi sao? Thương chồng sao quánh? Trời ơi dễ thương quá mà sao. Quan trọng dữ hay không là do bạn kế bên biết điều tiết thôi chứ. Nóng nảy quá mất kiềm chế nhiều khi gây hậu quả nghiêm trọng á. Không dược sĩ mà la gì, em quánh xong tự trị. Không à, bạn cứ yên tâm đi, mình cũng có học võ qua nên tự vệ được. Không có lợi đâu. Nghĩ sao mà quánh lại vậy? Tự vệ thôi, tự vệ không có lợi bên kia đâu. Thôi thôi bỏ chuyện quánh nhau đi, quánh nhau hoài bạo lực quá. Tôi hỏi bạn là nãy bạn nói có một cái việc tôi cũng thấy là lạ. Với bạn đang là dược sĩ đúng không? Nhưng tại sao bạn lại làm công nhân mà không làm cái nghề của mình? Tại vì em muốn có thêm thu nhập để có mở tiệm thuốc là lớn. Dành dụm được nhiêu rồi? Dạ chắc cũng gần cả trăm ạ. Cả trăm? Nhiêu thì mới mở được? Dạ khoảng 300. Bạn mới kia hùng 150 được không? Để suy dạ, nghĩ anh quá được. Coi coi thực lực sao đã. Ủa vậy là có 150 để hùng luôn hả? Dạ chưa có chị. Vậy sao đòi hùng với người ta mở tiệm dược? Thì phải coi ảnh khả năng ảnh như thế nào rồi mới hùng được. Bệnh không có uy tín đâu nha, chưa chắc à. Ờ bệnh nhắm sao. Rồi bây giờ chúng ta sẽ hỏi cái việc bạn đi tìm bạn gái tiêu chuẩn đưa ra thế nào? Không ốm cũng không mập, không xấu cũng không đẹp, vừa là được. Chết rồi anh ơi, em đẹp quá sao giờ? Bạn đã trải qua mấy mối tình rồi bạn trai? Trải qua thì mối tình chính thức thì 2 mối tình. Mối tình đầu tiên của em là năm học lớp 5. Hả? Yêu sớm lắm à. Lớp 5 là yêu sao ta?
yêu kiểu nào? Yêu lớp 5 là yêu sao? Bạn kể chị yêu lớp 5 nghe. À lớp 4 thì cô lớp phó thì mới chỉ thích em thôi. Nhưng mà tới lớp 5 thì bạn ấy tỏ tình với em, nó có yêu em vậy á. Rồi em nói sao? Dạ thì em đồng ý. Trời ơi, nít quỷ. Lớp 5 mà yêu đương đồng ý nữa. Chào chị. Lớp 5 hả? Dạ. Sao giống chị quá vậy? Dạ. Chị mất tay vậy? Chị hồi năm lớp 5 là chị thích cái đàn anh học lớp 6. Dạ. Chị đó tình ảnh luôn không bộ? Hai đứa nít quỷ. Vui mà đúng không? Dạ đúng không? Mà yêu nhau lúc cái đoạn đó là làm gì? Ví dụ như là nói chuyện nhau nói thì sao? Rồi kêu nhau bằng gì? À kêu thì bạn bè thôi, với lại xưng hô bằng tên thôi. Trời ơi, em nhớ hồi nhỏ mình đi học á. Dạ. Có cái môn mà chơi u á, biết chơi u không? Biết. Hai đứa hai bên, cái hai đội, nó đội bên kia, chị đội bên này. Trời ơi, u mắt cái trời, nó ôm nhau cái sướng gì đâu. Chưa thấy bà Mai bà mất nó. Nó nghe này, giờ yêu nhau thì bao lâu đám cưới? Nếu được thì khoảng 1 năm hoặc 2 năm nữa sự nghiệp em ổn định thì sẽ đám cưới. Giờ có 100 triệu, bây giờ đám cưới thì lấy tiền đó là mở tiệm dược hay là giờ tiệm thuốc hay là đám cưới trước? À tiệm thuốc xong rồi mới đám cưới. À không thích cái gì ở người bạn gái? Nhậu. Với lại nói nhiều mà có lặp đi lặp lại có một câu nói. Ôi nói nhiều lắm, nói nhiều lắm. Nhưng mà dễ thương, đẹp gái. Được. Được ha, thôi kệ chịu đi. Chịu nhục lúc không sao, đàn ông mà. Dạ đúng rồi. Có biết nhậu không? Dạ không chị. Dạ em uống bia không được, em uống rượu được. Uống nhiều không em? Dạ không, chỉ uống xã giao thôi anh. À nếu vậy được. Dạ. Quan niệm thế nào về tình yêu? Yêu nhau thì không có nói chia tay. Sống không có ghen. Không ghen luôn á hả? À ghen quá, đổ ghen ạ. Những lúc anh đổ em hay làm gì? Bật nhạc mình hát. Gì? Bật nhạc hát quẩy mình gì đó. Quẩy một mình? Theo người ta nói thì giờ là quẩy một mình gì đó. Giờ em thử em quẩy mình chị coi. Em mượn giấy mà chị. Sợ cái gì, mình bị quà xuống mà có gì mà sợ. Quẩy đó chị. Chị em hát nha. Em rồi. Hát em hát nhạc rock cũng được vậy. Rồi ok. Ở biên hòa nhạc hát rock Sài Gòn. Ok. Rồi. Phía xa ở mơ trên trời xa, có cái chim bồ câu đang bay về. Lắng nghe, hãy lắng nghe cùng tôi nhịp đập con tim thành phố. Vậy thôi ạ. Em làm mất hứng quá. Dạ mình hứng lên vậy thôi rồi chị. Không quậy quá không được. Chúc làm cho bạn nó coi nha. Phía xa. Dễ thương lắm. Không cặp này được nè. Hai người cũng khùng giống nhau à. Xí 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 à, có đi có người thân đi theo không? Dạ có chị. Ai? Em có chị gái với hai chị em tốt và hai bạn thân đó chị. Trời dạ em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Nãy giờ quan sát em bên đây thì chị cũng hy vọng là chị giao em gái của chị cho em. Thì em ráng chị, tại vì cũng hơi cá tính một chút xíu. Đôi lúc 3-4 giờ sáng không biết đi đâu. Nhắn tin lại hai ơi em đi đây. Mà có đi thiệt không? Dạ đi thiệt, sở thích là đi phượt mà chị. Chị Tường cũng hay nhắn tin cho bạn nữa đêm, ví dụ nhắn cho anh Linh. Anh Linh ơi em đi đây. 3-4 giờ sáng anh hỏi em đi đâu, nó dạ em đi. Cảm ơn chị quá. Quỷ. Rồi mình có đi với ai không? Dạ có, em đi với anh chị. Rồi chào anh chị cái. Dạ em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Nãy giờ thấy cặp đôi này sao anh? Dạ được. Tính được mà sao cười được, được. Bên đây thì bánh bên đây thì thách bánh người, bên đây biết rõ là em thấy đó được. Ủng hộ 100% không? Dạ dạ em ủng hộ. À, cảm ơn anh rất nhiều. Vấn đề chúng ta sẽ nhìn nhau, cảm nhận về nhau, sẵn sàng kéo màn. Nhí nhảnh lắm mà. Tính cách ok. Hát liền cho chị. Hát. Hi. Tiếp tục cái kia gì đó, cái gì đó. Anh có món quà muốn tặng cho em. Dạ em cảm ơn ạ. Dạ đây là đặc sản quê anh, muối Tây Ninh. Dạ nhắm nào tặng lại anh, cái này nhiều lắm nữa. Dạ. Em thích bạn hát lại cho em nghe không? Em hát lại cho anh nghe thử. Hồi nãy em hát rồi, giờ thì anh hát đi ạ. Chị cầm, em phải hát. Thôi, cho anh nghe thử. Dạ hát cho em nha. Không em hát đi. Nhảy chung nha, nhưng mà nhảy chung với người ta nha. Nhảy chung đi. Rồi, vậy đi. Dạ lên. Dạ nhảy nha. Nhảy sao em? Bắt đầu. 2-3. Phía xa, ở mây trên trời xa, có cánh chim bồ câu đang bay về. Bay về. Sao anh hát? Em không biết. Dạ, em chỉ đó, anh làm lại đi. 2-3. Ủa làm lại đi.
Hít xa. Ở phía chân trời xa. Có cánh chim bồ câu. Có cánh chim bồ câu. Đang bay về. Đang bay về. Mua vỏ cho bạn nó coi, mua vỏ cho bạn nó coi để bạn đánh, không mua thương được anh đi. Anh thử coi. Thử coi duyệt thử coi. Trời ơi trời, vô mặt vậy ta. Em sợ quá chị ơi. Cái đó thì không bao giờ trúng. Ủa tặng muối này làm chi vậy? Dạ muối này ý nghĩa gì không đây? Ý nghĩa là tình sâu. Nghĩa nặng tình sâu. Ủa sao muối mà nghĩa nặng tình sâu? Chắc là tại mặn vì nó mặn chị lắm á chị. Gừng cây muối mặn xin đừng quên anh đó. Dạ, dạ đúng rồi. Nãy giờ cho em mèo rồi anh có tưởng tượng ra em như thế nào không? Nói chung là anh cũng thấy em ấn tượng. Fierce mà. Trịch xa. Đó. Hôm nay mới em đổi da dày với anh được á. Này là xì tai mới em. Dạ con người em nó lạ mà nó độc mà. Độc và lạ. Có thuốc giải độc không? Có thuốc giải độc. Anh có anh chị em gì không? À có em, anh có bốn anh chị em. Dạ anh là con thứ mấy? Anh thứ tư. Là anh con đầu không? Không. Từ em lộn. Nhà thì có mình anh là con trai thôi. Dạ vậy anh có hai anh hiếp em gái không? À cũng có. À giống em rồi. Dạ nhà em có mấy người? Dạ nhà em có bốn người luôn, hai cha hai gái. Nhưng mà cũng giống nhau. Dạ. Bấm nút đi anh. Bậy bạ đâu mà bấm gì bấm nút. Cảm nhận ảnh làm sao? Nói chuyện một hồi thì thấy cũng vui tính. Vì vấn đề mà đi yêu xa, cho như là mình từ nay đến Biên Hòa yêu xa gì đó, thì anh nhắm là khoảng bao lâu thì mới xuống thăm em một lần? Nếu được thì thời gian rảnh thì nửa tháng anh có thể đến thăm em một lần. Vậy nếu được tôi hả? Vậy em lên thăm anh thì sao? Quá tốt. Vậy đúng là dễ dãi thiệt chứ. Dạ. Thấy khoái chưa? Thấy khoái à. Khoái rồi. Rồi, chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định. 3 2 1 Hết thời gian. Rất dễ thương. Tôi gửi tặng các bạn những vé xem phim. Dạ. Tặng cho các bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Chúc hai bạn được nhiều niềm vui trong cuộc sống. Dạ, em cảm ơn chương trình ạ. Đừng có anh hiếp ảnh nha. Hai, mời các bạn đi xem phim. 2, 3, bắt đầu. Vừa ngày nào, vừa ngày nào. 2, 3, bắt đầu. Và trước tiên mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Xin mời bạn. À, dạ em xin chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh. Chào quý vị khán giả và chào bạn cùng chơi bên đó ạ. Bạn mình chết bên đó chưa có ra, từ từ. Mình tên gì, bao nhiêu tuổi? Dạ em tên Đặng Thị Lâm Thúy, em 29 tuổi ạ. Cầm gì vậy? Bí quyết võ lâm của em á. Trời ơi, bí quyết võ lâm. Rồi, xin mời bạn trai. Chào bạn. Dạ chào anh. Mời bạn ngồi. Em tên là Đặng Văn Kiểm. Kiểm, kiểm tra nữa ha. Bao nhiêu tuổi? 36 tuổi. Trẻ dữ vậy ta. Bao nhiêu tuổi? 26. 36. 36. 26. Làm nghề gì? Em làm về thiết kế xây dựng. Kiến trúc sư hả? Hay là thiết kế về kỹ thuật? Thiết kế về kỹ thuật. Làm lâu chưa? Lâu rồi. Hiện tại là bạn ở không bao lâu rồi? Cũng 2 năm rồi. Lý do tại sao 2 năm này không có ai? Em rất là ít đi chơi. Thường em chỉ có công việc thôi. Làm xong là em về nhà, em ở nhà thôi à. Do em cũng thích người lớn tuổi hơn nữa. Mà tuổi em bây giờ thì những người mà lớn tuổi hơn á, họ đều là đã có gia đình hết rồi. Gì im lặng vậy? Đang nhúc đùi. Sao? Muốn người yêu sao? Cũng lớn tuổi một chút. Muốn lớn tuổi là khoảng nhiêu? Chắc hàng chín được. Lớn tuổi thì cái suy nghĩ sẽ chững chạc hơn. Chững chạc. Thế em sở trường của bạn là gì? Em biết nấu ăn. Em là người sống có trách nhiệm cả trong công việc và cả đối với gia đình. Em hát được karaoke. Một mình em có thể hát được tiếng rưỡi. Bây giờ bạn hát 5 phút. Dạ rồi, giờ em được sử dụng cái này. Tại bình thường em chỉ hát karaoke thôi nên rồi, em không có thuộc lời. 2, 3. Hãy sống như đời sống, để biển yêu nguồn cội. Hãy sống như biển trào, để thấy bờ bến rộng, để thấy đời mênh mông. Có nhiều
đó, cũng đem theo giấy nữa. Anh có đem theo giấy không? Không có giấy. Có hát bài nào tặng bạn không? Có, để tặng bạn bài Chỉ Yêu Mình Em. Rồi, 2, 3, bắt đầu. 2, 3, bắt đầu. Vừa ngày nào, vừa ngày nào. 2, 3, bắt đầu. Để em tự tạo lên lên. Làm nhiều vuốt đuôi hoài vậy. Tới, tới. 2, 3, bắt đầu. Vừa ngày nào ánh mắt ta trao nhau lần đầu, nụ cười em đã khắc sâu trong tim của anh. Phải làm sao cho quên đi bao nhớ thương về em, phải làm sao cho phút giây đó ngừng trôi mãi. Tình yêu đó anh chỉ trao cho riêng người thôi, dù ngàn năm sau khi trái đất kia chưa có đổi thay. Mệt quá khỏi hát rồi. Thì lòng anh vẫn sẽ chân. Sao hát mà làm gì mà gồng rồi mà. Rung quá hay sao anh? Rung. Rung không? Đó giờ bao giờ rung vậy chưa? Chưa. Giống như lần đầu đi học vậy nè. Thích người phụ nữ thì sao? Dáng thì cỡ giống như Lê Khánh vậy đó. Tròn tròn, tròn, mập mập. Hiền, khi cần giữ thì giữ. Chăm chỉ, tiết kiệm. Với lại coi có thể quán xuyến gia đình được. Thích người phụ nữ phải biết nấu ăn. Bên đây nấu ăn giỏi lắm. Thế giờ mình đã chuẩn bị sẵn mọi thứ để mà kết hôn chưa? Khoảng một năm cưới. Rồi nếu mà sống thì về sống với mẹ. Sống với mẹ ở đâu? Mẹ Hóc Môn. À, anh con trai một hả? Ừ, hai. Còn người anh nữa. Anh lớn đâu cũng sống với mẹ mà em phải sống với mẹ. Anh lớn sống bên nhà vợ. Anh lớn sống ở nhà vợ được bao lâu rồi? Chắc cũng khoảng 10 năm. Thì bây giờ đổi đi. Giờ anh phải về anh sống với mẹ, lo cho mẹ ảnh hưởng hạnh phúc 10 năm nay rồi. Còn mình giờ mới lấy vợ, mình phải ở riêng, mình hưởng hạnh phúc hai vợ chồng trước đã chứ. Đúng không? Hợp lý không? Hợp lý vậy. Đúng không? Ảnh thì giờ hai anh em phải báo hiếu. Rồi 5, 7 năm sau, 10 năm nữa rồi, lúc đó hai anh em mình bàn tính tiếp. Mấy lúc đó quảnh tù xì, có ai ở với mẹ. Còn hiện tại bây giờ là mình phải ở riêng. Rồi thôi về bển đi. Bà Tám này nó hoài à. Mình ở với mẹ. Bây giờ lấy vợ về để vợ ở nhà lo cho mẹ, lo cho mình. Chứ giờ mình đi rồi á, ông anh nó không về nữa rồi ai lo cho mẹ, đúng không? Tại ông anh có nhiều con, vợ nữa. Ờ. Phải lo. Thì đó lo con vợ mình phải lo cho mẹ. Chứ giờ mình bỏ mẹ đi ai lo, đúng không? Đúng rồi. Ủa thì kỳ vậy? Hồi nãy cũng đúng, đây cũng đúng, bây giờ cũng biết sao. Mới trả lời với tôi tức thì sao nha. Thúy có chịu làm dâu không? Chuyện làm dâu đó thì em cũng không có ngại. Quan trọng là chồng em có tốt với em hay không. Ừ. Dạ. Mẫu bạn trai của em á, thì ngoại hình thì chỉ cần nhìn có thiện cảm. Tại vì em hơi thấp cho nên em cũng bạn trai hơi to co một chút. Tính cách á, thì em thích người điềm đạm, chín chắn. Không lăng nhăng, không hút thuốc, bụng không phệ. Hôm nay bạn đi đến đây với ai? À dạ có, em trai em. Em à, chào em. Dạ anh chào anh chị. Thấy anh 36 tuổi bển sao? Dạ, hiền phong độ. Phong độ ha? Dạ. Mà ở gia đình ba mẹ em có hối chị lấy chồng? Dạ, rất là hối. Em lấy vợ chưa? Dạ chưa chị. Là đợi chị lấy chồng rồi mới được lấy vợ đúng không? Dạ đúng rồi. À, nên thôi kệ ai cũng được, miễn hốt chị mình đi là được đúng không? Dạ đúng rồi, hốt đi là được. Bởi vì con người không có cái tâm với chị gì hết. Sao anh có đi với ai không? Đi với bạn học. Bạn học ở đâu, bạn học đâu? Dạ anh ơi. Nghe bên đây hối lấy chồng vậy là bạn mình cũng nên lấy vợ đi. Bạn đây tính rất là nhút nhát. Ví dụ như là gặp bạn gái hay nọ là nhiều khi rung, rồi nói chuyện cũng không được như người ta. Nhưng mà nói với bạn Kiểm là bạn bên đây mình thấy là hợp với bạn rất nhiều. Nếu mà về nhà, nếu mà ba mẹ ở nhà đó, mẹ thôi chứ không phải ba, ba mất rồi. Thì mẹ ở nhà thì chắc mình nghĩ là mẹ rất là thích. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Để tụi coi coi được không nha, tính cách bên đây còn sao. Em chào anh. Chào em. Anh bên này dễ bắt nạt lắm. Vậy hả anh? Em dữ lắm á anh, nên anh hỏi lại anh bên đó có chịu để cho em bắt nạt không? Đó đi, hồi hỏi ảnh nha. Dạ. Có gì nhường nhường anh chút xíu, anh dễ thương, hiền lắm. Vậy hả anh? Mắc cỡ nãy giờ, ngồi cứ vuốt đùi hoài, rách cái quần rồi. Thằng kia nghe chưa, hơi dữ nha. Chuẩn bị tinh thần chưa? Gặp ôm hôn liền nha. Không được. Sao không được? Hồi đó giờ có bao giờ gặp ai nhào ôm hôn không? Chưa. Chưa, bao lâu mới hôn? Vài tháng. Vài tháng mới hôn. Nghi lắm. Gặp cái chuyện đó chứ chuyện đó. Được không? Cái đó áp dụng với mấy đứa em nhỏ đó. Mấy đứa em nhỏ kệ, nó yêu mình đựng như nó dễ thương mà. Không được. Rồi ta kéo màn lên. Hả? Gồng lên. Mạnh mẽ lên.
hết hơi sâu vô, thở ra, gồng lên. Đúng rồi, quay qua cái nói anh yêu em liền nha. Hả? Sao không được? Rồi chuẩn bị gồng lên. 2 3. Làm gì thở như vậy? Có món quà tặng bạn. Nắm tay, nắm tay. Nắm tay cảm nhận đi coi. Hôn 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 tay, hôn tay, nắm luôn. Nắm luôn. Trời ơi. Cái nữa đây, cái anh, nữa. Anh cứ làm cho bạn, anh rung cái nữa, luôn, cái nữa luôn, cái nữa. Làm luôn, lâu lâu luôn. Được rồi, được rồi, anh ơi, được rồi anh ơi. Để sau đi anh. Làm gì rung quá vậy trời. Rồi, bây giờ mình có 2 phút. À, anh thấy em sao? Đẹp. Nhanh hiền. Anh cũng nghe rồi đó, em 29 tuổi, em tuổi con cọp á. Anh có ngại không? À không, không sao. Nếu mà sau này cưới xong về nhà anh thì em có đồng ý không? Như hồi nãy em có nói rồi đó, quan trọng là tình cảm của anh đối với em như thế nào thôi. Nếu như mà tình yêu đó nó đủ lớn thì cái chuyện làm dâu đó thì em không có ngại. Ví dụ như con cái mình sau này á, nếu mà nó được lớn lên trong cái gia đình có cái thế hệ có ông bà nữa, nó sẽ tốt hơn. Anh hy vọng là sau này mình sẽ không để lãng mất nhau, cùng nhau nắm tay đi suốt cuộc đời. Dạ, em làm bằng tay á chị. Cảm ơn anh rất nhiều. Cái này em rất thích cái này. Khó lắm nha, đàn ông mà ngồi tỉ mỉ làm này không phải chuyện dễ chơi. Sao tặng con khác mà tặng con cò? À, là anh chuẩn bị cái này là để đấy tặng để cho tặng em đúng không? Ừ. Cảm ơn anh rất là nhiều. Em thôi, nếu mà em nào ngồi đây cũng tặng. Có hình trái tim nữa, con cò đó. Rồi, mỗi người nói một câu nữa chúng ta sẽ tiến hành bấm nút. Mình hãy cùng nhau cho nhau một cơ hội. Đúng. Vậy xong rồi đó anh Linh, cho tụi em bấm nút được rồi. Chuẩn bị bấm nút. Suy nghĩ thật kỹ nha. 1 2 3. Hết thời gian. Rồi chúng ta tiến tới. Mình đồng ý hẹn hò, mình nắm tay nhau được rồi. Điều má đó đó. Điều má đường đó. À, chúc mừng hai bạn nha. Hy vọng rằng chúng ta sẽ có nhiều cơ hội để tìm hiểu kỹ hơn. Thông qua đây em cũng rất là cảm ơn chương trình đã cho tụi em có cái cơ hội như thế này. Đây là quà tặng của chương trình nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Chúc hai bạn sẽ tìm được nhiều niềm vui trong cuộc sống của mình và tìm được hạnh phúc với nhau. Dạ, cảm ơn anh chị. Được hai, có một mối tình. Hai tình. Tự nhiên đang 2 xuống 1 rồi không? Chính xác là mấy? Dạ, một mối tình. Còn cái nửa kia là sao? Nửa kia không có. Vậy mà nãy nói hai. Em nói lộn. Ông nể tình anh. Yêu mà nó lộn nữa. Nếu mà được 6 muối thì càng tốt anh. Cái này rất muối à. Cái này anh tập gym nhưng mà anh làm bếp nữa, nấu ăn nữa, nó hơi khác. Có nghĩa là đang trong quá trình tập. Anh nghĩ sao làm bếp mà 6 muối em? Tức là từ từ chứ người ta mới tại tập. Tại vì em mà. Nghe tập gym đấy. Hả, tập thôi chứ không nổi đâu. Mời nhà trai. Rồi, xin chào anh trai. Mời đi em. Dạ. Mình rồi, chờ đàn gái ra nha. Đây, nhà gái đây, xin mời nhà gái nào. À, bây giờ nhà gái có mặt rồi, nhà trai có mặt, chỉ cách có cái hàng rào thôi ha. Nhà nàng ở cạnh nhà tôi, cách nhau cái dậu mồng tơi xanh rờn nha. Giờ em trai tâm lý thế nào, hồi hộp chờ đợi ra sao? Sáng giờ cũng chuẩn bị rồi, mình lên đây vẫn hồi hộp anh. Vẫn hồi hộp hả? Dạ. Rồi em tên gì? Em xin tự giới thiệu tên là em tên Nguyễn Văn Trường Giang. Năm nay em 31 tuổi, quê em ở Bến Tre. Hiện tại em sinh sống và làm việc ở Bình Dương. Dạ, công việc của em là đầu bếp. Trường Giang làm đầu bếp hả? Trường Giang làm hèn đầu bếp. Chi. Trời thấy ơi. Còn còn mất mít. Em xin chào mọi người tại trường quay. Xin chào khán giả xem đài. Xin chào em chị. Mà giới thiệu em là Nhã Phương hay chị xỉu liền nha. Em chào chị Hồng Vân. Em chào anh Quyền Linh và anh kế bên.
À, em tự giới thiệu em tên là Trương Thị Liễu. Liễu. À, em năm nay em 29 tuổi. Dạ. À, em quen đến từ Bình Định. Liễu Bình Định hả Liễu? Dạ em dân Bình Định anh. Huyện nào? Dạ huyện Hoài Nhơn anh. À Hoài Nhơn, trời ơi quê dạ. Hoài Nhơn rồi. À, Liễu đang làm cái gì cưng? Dạ hiện tại em đang là nhân viên kinh doanh của một công ty truyền thông. À, em sinh sống hiện tại đang ở quận Gò Vấp. Rồi bây giờ mình nói chút xíu về ưu điểm của mình đi Trường Giang. Dạ em rất thích nấu ăn. Dạ em thích quay YouTube á. Quay YouTube hả? Dạ. Làm YouTuber hả? Dạ. Với em rất thích tập gym. Wow. Em rất là vui vẻ, vui vẻ hòa đồng. Dạ. Vui vẻ hòa đồng ha. Rồi, tại vì cái nữa? Giọng em ở Bến Tre nên nói nó hơi... Không sao, em vui xin... mà. Dạ. Rồi có khuyết điểm gì không Giang? Dạ, khuyết điểm của em là em sợ độ cao lắm. Với em sợ nhột. Với em sợ nhột. Sợ nhột hả? Sợ nhột. Hay cái này lạ nhá. Có bao giờ ai làm em nhột quá không? Còn em nhậu em hay đánh bóng chuyền còn nhỏ nên là cái khi nào mà gần hết hiệp em chuẩn bị em sẽ về sớm. Rồi mấy anh đó dí em chọc lét, em chịu nổi khóc. Chọc lét mà khóc? Dạ em chịu không nổi anh. Trời đất ơi. Đó. Nhà trai có ưu khuyết điểm vậy còn nhà gái thì sao? Em thì chịu nhột được, cũng không đến nỗi như anh bên đó. Em cũng không có cái sở thích mà chọn người chọc ta làm gì đúng không? Dạ. Thì điểm mạnh em là gì nào? Em có suy nghĩ là tích cực và lạc quan á. Giống như là trong mọi hoàn cảnh thì em vẫn có suy nghĩ tích cực được. Dạ. Thì em khá là ít nói. Anh thấy cái điều này là nó rất là thuận lợi. Em luôn luôn suy nghĩ tích cực. Bởi vì trong cuộc sống mà nếu chúng ta suy nghĩ tiêu cực nhiều quá chúng ta mệt mỏi, mà những người xung quanh chúng ta cũng mệt mỏi cả. Anh trân trọng cái sự tích cực của bên nhà gái. Dạ em cảm ơn anh. Cảm ơn mối nha. Còn nhà trai có tích cực không? Dạ có, em trong công việc em rất là tích cực, năng động. Tích cực được. Nấu ăn mặc dù nó khét nhưng mình nghĩ nó ngon. Đúng không? Dạ đúng. Còn... em luôn sáng tạo trong món ăn lắm. À em có món gì độc em giới thiệu nhà gái nghe cái coi. Cá mú mình Hồng Kông, chân tương, mù tạt, sushi nữa. Rồi bây giờ nhà gái có ý kiến nè. Em có cái câu hỏi là anh giới thiệu mấy món cá ngon á. Nhưng mà bản thân em dân biển nhưng mà em không có biết ăn cá. Anh làm món khác cho em được không? Vì em ăn món tôm, làm được tôm. Không, cái gì em ăn cũng được trừ món cá ra thôi. Để em qua coi mặt nhà gái cái coi, nghe nói dân Bình Định cũng cùng với quê bà xã nên qua coi mặt cái coi. Ừ. Dạ, em chào anh. Khỏe không? Dạ, em lúc nào hôm nay khỏe. Có uống rượu bầu đá không? Dạ, em uống được nhưng mà em không thích uống. Tôi nghe Bình Định là từ bên nhà trai tôi chịu rồi đó. Nói gì đâu đó. Ông thấy bên nhà gái tôi làm sao? Được ha. Em không thích điều gì ở đàn ông? Em không thích kiểu nhậu nhẹt quá. Hút thuốc cũng em cũng không thích. Cờ bạc em cũng không thích. Không thích luôn. Mấy đó không ai thích hết trơn. Không ai thích luôn á. Nhưng mà giờ em có mấy mối tình rồi? Em chia sẻ thật luôn là em chưa có mối tình chính thức nào. Tình yêu thì em chắc là em hơi nghĩ hơi xa, hơi xa đúng không? Tại vì em kiểu như là em nhìn bạn nam đó ha, thì em nghĩ là nếu mà tiến xa được thì em mới cho bạn cơ hội. Còn em nhìn bạn đó mà em thấy kiểu như là không có mang lại cảm giác an toàn với em thì em không có cho người ta cơ hội. Là em né đúng không? Né luôn. Chính vì vậy mà ngày hôm nay em có mặt ở đây. Dạ đúng rồi. Chương trình này là nơi rất an toàn cho cái vấn đề hẹn hò và yêu đương. Sao nè Giang? Dạ. Em có mấy mối tình rồi? Dạ em được hai, có một mối tình. Hai mối tình. Tự đang hai xuống một rồi không? Chính xác là mấy? Dạ một mối tình. Còn cái nửa kia là sao? Nửa kia không có. Vậy mà nãy nói hai. Em nói lộn. Ông để tôi tình yêu mà nói lộn nữa. Trời cái ông mối này ông ngộ thiệt. Cái ông để đó tôi hỏi như đương sự được không? Tôi đang bảo vệ đàn trai nói gì cho nó chính xác để có uy tín như nhà gái. Tại vì người ta là chưa hề có mối tình nào đó nha em. Không vấn nhẹ nhẹ chút mà đi ăn nha. Chưa có đập thùng đó nha em. Anh trai cũng còn y nguyên yên. Hồi nào một mối tình rồi nguyên gì? Mối tình đó em bao nhiêu quen bao nhiêu năm? Dạ cách đây em năm 25 tuổi. Em quen mấy năm? Dạ em quen 9 tháng. 10 ngày, 9 tháng 10 ngày. Lúc đó em cũng quen qua mạng Zalo á. Cô luôn bán quần áo á. Rồi có sâu đậm không? Hai người cũng quan tâm qua lại chứ cũng chưa có gì. Em chia tay là tại công việc của em làm bếp á, toàn thời gian á. Không có thời gian vậy, đưa cổ đi chơi đúng không? Dạ. Cũng ai chia tay ai, em chủ động hay cổ chủ động? Dạ, cổ chủ động. Đúng rồi ông ơi. Có dình trước. Chính xác luôn. Tại vì mình quen người ta, mình đi tới 11, 12 giờ đêm mới về, ai đâu chăm sóc người ta, tao bỏ là đúng rồi. Lo sự nghiệp, 25 tuổi lo sự nghiệp chứ. Bây giờ xác định nè, bắt đầu từ bây giờ có đủ thời gian để lo cho bạn gái Quy Nhơn của tôi không? 31 tuổi rồi đó. Dạ có.
giờ em mới xác định là đúng không? Giờ hiện tại em là bếp khó đó. Bếp khó hả? Rồi chứ phải phó đốc nhà hàng hả? Nãy bây giờ lương bổng quá. Của mình anh là anh lên hơi hố. Nãy anh nâng nhà trai quá. Bây giờ lương bổng của mình là mình đủ nuôi vợ con chưa? Dư. Dạ đủ. Ừ. Trời không ơi, ông hả? Là bên nhà trai người ta phải bao bọc chứ. Dư không? Dư. Dư không? Ok, sợ. Vậy là yên em tâm. Có đất riêng luôn. Đất riêng nó trời hơn ngon. Đất riêng à? Có đất của mẹ ngon. Cho. Mấy mẹ cho. Ừ. Dạ một miếng à. Có cần tài sản không? Dạ em không quan tâm nhưng mà nếu mà có thì càng tốt chứ chị. Trời ơi, tốt có tốt chứ. Thì bây giờ có đủ rồi đó. Đúng không chị? Thì nhà gái tôi có nói một câu là tài sản có cũng được mà không có cũng không được nha. Có càng tốt chị. Chị nên nhớ có càng tốt. Ừ. Nói chứ em mong muốn cái người bạn gái của mình sẽ như thế nào? Nói chung là biết quan tâm gia đình. Ừ. Yên tâm em, bình định là gái quan tâm gia đình lắm. Về ngoại hình sao? Tóc thì dài, còn người thì hơi... Nói chung là hơi ú ú xíu. Em bên đây ốm mà. Ủa phải ú ú hả? Rồi gì nữa nè, khuôn mặt sao nè? Dạ khuôn mặt dễ nhìn là được. Dễ nhìn ha, mà đẹp thì sao cưng? Đẹp thì càng tốt. Được, được chưa? Thấy thằng trai tôi dễ thương chưa? Mà nói chung đó là xác định luôn là bạn này cũng thùng chưa đập. Chưa đập thùng đúng không? Chưa đập thùng, bên đây cũng thùng còn nguyên xe. Mới quen 9 tháng 10 ngày chưa đập gì hết á. Căng rồi nha, hơi căng rồi nha. Bây giờ nhà gái á, muốn một người yêu lý tưởng của mình như thế nào? Em thích cao, thon mà anh này chắc em nghe nãy giờ chắc hơi tròn đúng không chị? Không có tròn mà đậm người. Đậm người. Cái gì tròn là nó khác mà cái đậm người em nghe khác nói nha. Anh thích tập gym đúng không anh? Đúng rồi, người ta tập gym là đậm người nha, em phải nhớ vậy. Tập gym em thích cái nếu mà được 6 múi thì càng tốt anh. Cái này rất muối à. Cái này anh tập gym nhưng mà anh làm bếp nữa, nấu ăn nữa, nó hơi khác. Có nghĩa là đang trong quá trình tập. Anh nghĩ sao làm bếp mà 6 múi em? Tức là từ từ chứ người ta mới tại tập. Tại vì em mà nghe tập gym đấy. Hả, tập thôi chứ không nổi đâu. Không, từ từ nó mới gom cơ múi lại. Em hiểu không? Cái phải có quá trình. Gom một múi hả chị? Không, từ từ nó múi sẽ gom, các cơ nó sẽ gom về đúng vị trí của nó. Đang đi ra vậy? Dạ, hôm nay em đi, đến chương trình em đi với chị hai của em. Chào em gái. Dạ, chào chị. Chị tên là Nhã Phương, là chị hai của Giang. Trời ơi, cái này là em khỏi cần tên Nhã Phương nha chị. Ủa, em tên Nhã Phương hả? Sao lạ lùng vậy ta? Một sự trùng hợp. Trùng hợp mà gọi là ngộ nghĩnh ha. Đúng rồi. Giang Nhã Phương. Rồi, Nhã Phương thấy sao nè? Em dâu tương lai được không? À, dạ, em thấy em gái cũng xinh, cũng dễ thương, nói chuyện có duyên. Dạ, em cũng mong... em trai của em sẽ làm quen hẹn hò với bạn gái này. Rồi, cảm ơn em gái. Em gái đi với ai? Dạ, em đi với em ruột em, với em họ em. Em nào em ruột, em nào em họ? Dạ, bé này em ruột. Em ruột ha. Dạ, con chào chú Viên Linh, chào cô Hồng Vân. Em chào anh. Thì em thấy ảnh rất là dễ thương. Nói chuyện em thấy thành thật, thành tính. Mà nói chung là chắc cũng hơi nhát nhát. Em nghĩ là chắc phù hợp với chị. Thấy được ha. Rồi, cảm ơn em gái. Thôi, bây giờ mình mở rào cho hai trẻ gặp mặt nha. Mở rào. Hít hơi thật sâu vô. Thở ra. Bắt đầu. Bước tới, tiến tới. Chào em. Dạ, em chào anh. Hôm nay đến chương trình có món quà không tặng cho em? Mẹ em gửi từ quê vào tặng anh. Rồi mở ra đi. Cảm ơn em. Bây giờ khui quà đi. Cảm ơn mẹ em. Dạ. Cảm ơn mẹ. Mở quà đó có mẹ tặng gì? Mẹ vợ tương lai đó. Hơi khớp quá. Hả? Khớp quá hả? Hết sức bình tĩnh nè, hết sức bình tĩnh nè. Đó, giờ đứng đây. Đó, rồi. Em mong rằng sau chương trình này mình sẽ có cơ hội gặp lại. Ủa sao mẹ vợ tặng mà ghi đó là sao? Cái này em ghi. Cái này là của à, quà là mẹ vợ tặng, còn giấy là em ghi hả? Trời, tưởng mẹ vợ mẹ tặng ghi. Cái này là quà quê anh, quà quê. Quà quê hả? Tức là em nói mẹ em gửi từ quê vào. À, cái này là mực. Cái này mực, là mực tặng. Dạ đúng rồi, mực ngào. Mực ngào, mực tặng ngào đúng không? Dạ đúng rồi. Ờ, đúng gu của anh Linh luôn. Tắm vô đi. Rồi. Còn mang cho anh nha. Rồi. Còn mang cho anh nha. Khi anh nào này, anh tặng cho em cái đồng hồ, khi nào em nhìn tới thời gian á, thì khắc một giây em nhớ tới anh là được. Trời ngon ta. Vậy anh có muôn cái, hai người giống nhau. Giống nhau. À, này là có một đồng hồ. Đồng hồ cặp luôn. Wow. Cái tay em. Anh hiện tại đang làm ở Bình Dương hả? Thì đúng, anh làm ở Bình Dương. À, em đang ở thành phố Hồ Chí Minh, thì nếu mà cái việc mà hẹn hò thì anh chạy lên hả? Hay sao? Hẹn hò anh chạy lên, sao cũng được á, dễ lắm.
Hẹn em alo nhắn tin có liền. Có liền. Là anh hứa luôn chứ không phải là nói để không có. Nhưng mà nếu anh chạy nó nói có liền chắc không có liền đâu, bởi vì cũng phải mấy tiếng á. Đâu dữ vậy? Đâu mấy tiếng gì? Không mấy tiếng đâu. Cỡ 40 phút mà. Thì nếu mà hai đứa mà có cưới nhau thì em có về của anh được không? Không, còn công việc của em thì thật ra em kiểu như là không có cố định bắt buộc. Hay là theo chồng, nếu mà cưới chồng thì theo chồng thôi. Chứ em cũng không có nhất quyết là phải ở thành phố hay này kia. Chỉ chỗ nào làm ăn được thì ở thôi. Nào, bước tới đi. Nắm hai tay. Nắm hai tay. Nhìn vào mắt bạn gái. Nắm tay. Anh hát được không? Kiếm thôi vậy. Em yêu xin người hay đến bên anh. Anh nhìn xuống cái đèn hát anh mơ về nè. Cơ chi em cứ ngày câu nói yêu nhau thế. Vậy nhìn vô sao đi. Sao không tin hỡi em. Nhìn vô liễu, nhìn đã vô mặt liễu. Đã yêu em cho dù mưa nắng hay giông tố. Nhìn tình vô mặt liễu. Tình anh một lòng vẫn thế. Thôi anh ngại lắm chị. Hay tình anh tin vào câu nói con tim nhé. Để cuộc đời mình có nhau. Dạ. Ông Giang. Em dòm đâu đây? Cái bông hoa này nó đẹp gấp trăm lần cái bông này mắc mới vậy. Này bông giả đây. Lắm vậy. Ờ, ta bông giả. Thiệt đây nè. Mới mốt về em dầm nhiều hơn. Cái gì vậy? Đàn ông đàn an là người ta phải chấn thủ ngay từ lúc đầu. Hiểu không? Nắm tay đi. Hai tấm hai tay. Rồi. Nhìn vô mắt rồi. Liễu. Một câu nữa thôi, nhìn vô mắt liễu. Cho anh cậu. Đừng bấm nút bằng em. Cái gì vậy? Vậy đó, đây nè, bà kêu ông ra con này bấm nút nè. Kêu con cái con hồng này bấm nút nè. Nhìn vô mắt người ta nói. Anh rung lắm hả? Như cái trong cái thiệp em có nói là hy vọng là chúng ta sau chương trình này thì có thể là có cơ hội để gặp lại. Nào nãy em có nói gì đó, đương nhiên gì đó. Anh nói đáng đi. Ừ. Nha. Thôi vậy đi. Đó, vô. Vô nghề rồi. Này mạnh mẽ lắm nè. Trời đất ơi, đó, rồi. Quá trời rồi, thôi được rồi. Hả? Rồi. Detox không khí từ trong ra ngoài. Toshiba. Để tay vào nút bấm với các bạn. Kiểm tra xem thật sự con tim mình rung động chưa. Chuẩn bị sau 3 tiếng đếm. 1 2 3. Hết thời gian. Bấm hay không bấm? Có bấm, chúc mừng. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau, nắm tay nhau nào. Đó. Dạ con ma. Dạ. Coi con xin chào bác. Cho phép con được được làm quen hẹn hò với bạn Liễu. Thì mai này nếu hai đứa có cưới thì con hứa lo cho bạn ấy đến trọn đời. Ừ. Cuối cùng đường đến hơi thở cuối cùng không? Ok. Chàng trai rất là chân thật. Khó tìm lắm đó em ha. Đây người ta hay nói là của hiếm đó nha. Và bây giờ thì chúng tôi xin mời hai gia đình như là các anh các chị, quý vị khán giả đây chứng kiến giây phút đầu tiên, nụ hôn đầu tiên mà Trường Giang dành cho Thúy Liễu. Thôi ôm đi chị. Không được. Dạ cho anh xin. Anh hôn má đi. Không được, hôn má chứ ai mà có, ai nghĩ là hôn môi à. Em sợ cái đó đó. Hôn má chứ. Chị làm em hết hồn. Trời ơi, con bé này. Vô. Trời, anh run lắm luôn á. Trời ơi. Không đủ không mạnh mẽ luôn á, thật sự. Thấy Hùng thấy sao Giang? Hả? Mềm. 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 Rớt nước mắt luôn á, thiệt á, xúc động rớt nước mắt luôn. Hay lắm các bạn. Đây, hãy giữ lấy những món quà ngày đầu tiên gặp mặt. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Gửi tặng đến bạn nữ bộ 3 sản phẩm kem nền đến từ thương hiệu Vanessa Care. Vanessa Care là thương hiệu mỹ phẩm trang điểm Hàn Quốc, được chiết xuất từ hồng sâm, mang đến cho bạn một lớp nền hoàn hảo với những trải nghiệm ưu việt. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà của hệ thống Diamond Fitness Center, voucher tập luyện gói 2 năm trị giá 9 triệu đồng. Diamond Fitness Center chăm sóc sức khỏe và vẻ đẹp toàn diện của bạn. Với hệ thống Fitness 5 sao sẽ mang đến các dịch vụ về gym, yoga, dance, boxing đẳng cấp nhất. Toshiba Việt Nam tặng mỗi bạn một chiếc quạt đứng FLSD10WVN công nghệ DC Inverter tiết kiệm đến 70% điện năng. Vận hành siêu êm, độ ồn chỉ 27dB hoặc chín cánh với 4 chế độ gió thông minh, chế độ hẹn giờ tắt mở trong khoảng thời gian 12 giờ, chế độ điều khiển từ xa tiện lợi. Đời.
cặp đôi đầu tiên họ bấm nút hẹn hò với nhau. Hy vọng là tất cả mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với họ. Bây giờ thì Hồng Vân và Quỳnh Linh xin mời quý vị tiếp tục với cặp đôi thứ hai. Với lại em hay ngủ nướng, sợ ếch nhái. Sợ ếch nhái? Gì? Em sợ ếch nhái hả? Dạ, thằng lằn nữa. Em sợ mấy con gì kinh khủng không? Em sợ đang nằm trên TV mà thằng lằn gớt xuống cái là bung chạy á. Được chưa mà? Xin mời nhà gái nào. Trời ơi, dễ thương quá. Mời nhà trai. Mời đi em. Em giới thiệu về mình đi. À, dạ, xin chào quý vị khán giả. Chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Em tên là Trần Thị Minh Phương. Hôm nay em 34 tuổi. Em nhà em ở quận 12 và em sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại thì em đã từng lập gia đình và đã ly hôn và có một bé gái. Em công tác là em hiện tại em đang là trưởng phòng marketing tại công ty Lan Phan Đặc sản Đà Lạt. Hôm nay thì đi chung với em thì có mẹ, con gái cùng với lại những người bạn thân của em ạ. Rồi, đó là lý lịch trích ngang, mình hiểu gần như hết cô gái bên kia rồi ha. Mời chàng trai. Dạ. Em thưa anh Quyền Linh, em thưa chị Hồng Vân ạ. Em tên là Nguyễn Đình Huy. Năm nay em 37 tuổi, nhà em ở quận 1 mà hiện tại em ở quận 12, cũng gần bạn ấy. Ui vậy hả? Dạ. Quận 12 luôn, vậy là sát bên rồi. Em hỏi được coi bạn đó ở đâu? Em ơi, em ở đâu vậy em? Dạ, nhà em ở ngay đường Nguyễn Văn Quá, gần chợ Cây Sọt anh. Còn anh là ở đâu ạ? Anh cũng gần đó, ngay ngãn Bia Tiger em. Vậy chắc cũng gần, vậy là cũng có duyên rồi anh ha. Dạ. Có duyên rồi đó. Dạ. Ở cùng chung quận gần sát bên nhau, bây giờ mình mới gặp nhau đó. Em trai nói chút xíu về điểm mạnh, điểm yếu của mình cho nhà gái nghe đi. Điểm mạnh của em thì em là như là em làm được việc nhà hết. Em biết nấu ăn. Tốt. Em không có hút thuốc. Tốt. Dạ, công việc thì em chủ động làm mọi thứ. Hiện tại giờ là em làm tự do luôn. Làm gì? Em làm ngày điện, nhưng mà em lãnh là tự do luôn. Rồi, còn điểm yếu là gì? Điểm yếu em thì em là người sống tình cảm, hay chạy vào đường mà thấy người ta vui vẻ hay khóc bất chợt lắm. Khóc bất chợt luôn hả? Dạ, là tự động rớt nước mắt là mình kìm không có được. Tình với lại em hả? Hay ngủ nướng, sợ ếch nhái. Sợ ếch nhái? Gì? Em sợ ếch nhái hả? Dạ, thằng lằn nữa. Em sợ mấy con gì kinh khủng không? Em sợ đang nằm trên TV hả? Mà thằng lằn rớt xuống cái là bung chạy á. Chứ mà. Trời. Rồi còn bên đây mình em giới thiệu một chút điểm mạnh và điểm yếu của mình đi. Dạ thì điểm mạnh của em á thì em cũng là người khá là cởi mở, hòa đồng và là người có trách nhiệm trong công việc cũng như trong cuộc sống, biết quan tâm chia sẻ với mọi người, thích làm việc thiện. Và còn điểm yếu của em á thì em cũng tự thấy là mình cũng nhiều khi mọi người cũng hay nói là hơi hiền và hơi nhát một chút xíu, và nó cũng hơi nhạy cảm, có nghĩa là em cũng thuộc tiếp người là hơi cảm xúc một chút xíu. Chào em. Bên nhà gái thì đã một lần nghe nói đó. Là có một cô con gái đây đây. Dạ. Nãy giờ thấy mẹ ra là mới tỉnh táo đó. Trời mấy, ơi bé mấy tháng rồi? Bé mấy tuổi chứ? 2 tuổi rưỡi hả? 3 tuổi ba rưỡi. Tuổi. Bây giờ bé ở với mẹ, còn nhà trai em thì... có ngại về cái việc bạn gái bên đây đã gãy đổ một lần và có một đứa con không? Dạ em cũng không có ngại vấn đề đó chị, tại vì bản thân em cũng đã một lần rồi chị. Đã có con chưa? Dạ có bé gái 10 tuổi. Bây giờ đang ở với ai? Dạ đang đỡ với em. Hôm nay cháu có đi không? Dạ cháu có đi ngồi dưới. Ồ vậy hả? Chương trình này bé cũng xúi đi. Dạ. Bé nói sao mà xúi? Bé nói thấy chương trình này hay, có mấy chú mà thấy mấy chú kỳ quá, thấy ba được hơn nhiều, thôi ba đăng ký thi đi. Vậy đó hả? Dạ. Con có muốn có em gái nữa không? Dạ có. Vậy con có thương em không? Dạ thương. Con nhìn em bé kia con có thấy thương không? Có. Vậy hả, nhìn nó thấy thương quá ha. Nãy giờ nó lờ đờ, nó buồn ngủ. Vừa thấy mẹ nó ra, nó tươi như là cái bông mà được tưới nước vậy đó. Vậy là cũng... Nhưng mà ly hôn lâu chưa em? Ly hôn nếu mà chính thức rồi được 3 năm. Nhưng mà cái thời gian mà giống như là không có tình cảm nhau chắc cũng khoảng 6-7 năm. Em lấy vợ mà lấy kiểu lấy giống như là mình thương quá mà vợ em không thương em á. Ok, để cho anh qua anh thăm nhà gái cái coi tình hình thế nào nha. Dòm cái món ăn bánh kem liền á, thấy không? Em là với ông xã là chia tay lâu chưa? Hai vợ chồng em trước đó là chia tay cũng rất là sớm, là khi mà bé mới có được khoảng hơn 2 tháng tuổi á.
là tụi em cũng đã chia tay với nhau. Thì nếu mà tính ra thì cũng đã hơn cũng 3 năm rồi. Bây giờ em muốn có mong muốn một cái người lý tưởng của em như thế nào? Mẫu người lý tưởng là em trong em thích nhất là anh Quyền Linh với Trấn Thành á. Có nghĩa là em thích một người đàn ông chững chạc, có bản lĩnh, bởi vì biết yêu thương. Và em thấy ở anh Linh là có được những cái điểm đó và em rất là thích, em rất là thần tượng. Ở nghệ sĩ Trấn Thành á, là em thích là bởi vì Trấn Thành là một người rất là bảo vệ vợ của mình và rất là hài hước. Bởi vì trong cuộc sống mà em nghĩ là đôi khi mình nên có những cái hài hước với nhau thì khiến cho cuộc sống nó thú vị hơn. Cảm ơn đã khen anh. Thực chất thì trong cuộc sống cũng vẫn còn, anh vẫn còn rất nhiều khiếm khuyết. Rồi bây giờ em muốn hình mẫu trong suy nghĩ của em như thế nào? Mong muốn không gì hơn thì bạn nữ là những người là kiểu chuyện, có nhân cách sống là được. Còn mọi thứ lại là để em lo, tại vì em là cũng sống hài hước, tại cuộc sống nó làm em buồn thôi. Thực ra em là con người hài hước. Đừng buồn em ơi. Dạ. Em nghe bài hát buồn làm chi em ơi. Dạ. Hãy vui lên. Dạ. Bây giờ thì mình hỏi ý kiến người thân xong rồi cho hai người gặp mặt nha. Xin chào cô ạ. Thấy gái xinh dễ thương quá. Xin chào chú Quyền Linh, thân yêu. Dạ. Thần tượng đấy. Dạ, cảm ơn. Cái thứ hai là chào chị Hồng Vân. Các cháu lớn cả rồi, thế thì tùy duyên các cháu. Bố mẹ thì đều muốn các con là hạnh phúc cả. Bạn trai bên đó thì như thế nào? Thì trước tiên thì thấy chú cũng chân thành, nhưng mà còn như thế nào thì còn để thời gian. Rồi, em gái có ý kiến gì không? Chào chị Hồng Vân, anh Huyền Linh và chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Em thì cũng là bạn của Phương. Em thấy là anh cũng là một người đã qua một cuộc hôn nhân rồi, thì em thấy anh cũng là một người chân thành. Hy vọng là cả hai sẽ hiểu nhau hơn. Đó là những điều chia sẻ. Rồi, cảm ơn em. Rồi, ủa, là bên đây là chỉ có đi với con thôi hả? Có đi với ai con không? Gái. Bên có bạn thân 15 năm. À, có bạn thân 15 năm nữa hả? À, rồi bạn nói chút xíu gì bạn đi. Gái cho chút xíu ý kiến đi. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân và quý vị khán giả ở đây. Em là bạn của Huy cũng từ thời cấp 3 đến giờ. Từ ban đầu rất có thiện cảm với bạn nữ này, không phải là mộc nha, nhưng nhìn bạn giản dị, có thể là hội đủ những cái yếu tố của một người phụ nữ biết chăm sóc gia đình. Huy rất là hài hước. Tụi em chơi với nhau tới tính thời điểm này là 17 năm. Huy là người chủ động cho nên là tụi em tin vào Huy. Yeah. Rồi con gái nói vài câu với cô đi. Em nói vài câu với chào bé. Thì hôm nay rất là vui bởi vì cô cũng có một bé gái. Thì cô cũng rất là thương bé, tại vì bé của cô nó đang bị bỏng á, nên là cái tình thương của cô dành cho bé nó sẽ rất là nhiều. Thì con cũng là con gái thì cô cũng nghĩ là cũng có thể là chia sẻ được, nên là cô cũng hơi bị cảm xúc á, nên là cô cũng không có biết là nói gì nhiều. Tại vì bé của em á, thì năm ngoái thì cũng bé cũng bị bỏng nước sôi á, thì cũng khá là nặng. Hiện tại á, là cũng đỡ nhưng mà cũng đang còn điều trị sẹo. Con có thích cô không? Dạ có. Vậy hả? Thì con nếu mà được thì con mong là ba và cô cho nhau cơ hội. Rồi vậy hả? Con coi em tội nghiệp ghê không? Con qua con giúp em cái đi. Gái xinh rồi đó, con hỏi đi. Em mấy tuổi nè, em tên gì nè, coi cái vết bỏng của em có đau không? Mấy tuổi rồi, tên gì? Em tên gì? Tên gì ạ? Tên gì ạ? Rồi, giờ chỉ là vui vẻ rồi đó. Ừ. Bắt đầu hai bạn sẽ gặp gỡ để cùng trao đổi nha. Mở rào. Bắt đầu đi Huy. Chào em. Rồi, mình đứng lên mình nhận quà đi cưng. Nhận xong đi rồi em ấy. Anh có hai món quà để tặng em. Dạ, em cảm ơn anh. Cái này là hai cha con cùng làm. Dạ, em cảm ơn anh nhiều. Hai cha con khéo tay quá ạ. Rồi giờ là ý em sao là ở trên cái chòi này hả gì? Hai vợ chồng cố gắng coi như gom tiền xây cái chòi trên cây hả? Dạ, anh đó là hay không có cẩn thận trong cái vấn đề đi á. Anh hay về anh hay quên cái áo mưa lắm. Mà thành phố Hồ Chí Minh từng gần vào mùa mưa rồi. Nên anh muốn là em có áo mưa lúc nào cũng để trong cốp xe. Rồi, đã dạ, cảm ơn anh nhiều. Anh chu toàn quá anh ơi. Dạ, đây, cô đây. Tình yêu mới quen tặng áo mưa rồi nha. Dạ, còn đây là một chậu cây sen đá. Cho dù đó là tình bạn hay là tình yêu thì nó cũng đều có một cái gọi là gắn kết và lâu dài. Anh cảm ơn. Dạ.
cái ưu tiên trước mắt của em á, nếu mà anh với em đến với nhau thì chủ yếu là đo cho hai đứa nhỏ trước. Còn nếu mà kinh tế nó ổn định thì cái chuyện nó sẽ tự nhiên nó đến thôi. Nên là chắc chắn phải có thêm một đứa nữa. Thì em thì em cũng nghĩ như vậy. Tại vì hiện tại thì khi mà chăm sóc hai bé thì cũng phải thiếu thốn tình cảm. Và đặc biệt đó là bây giờ thời buổi thì kinh tế thì mình cũng phải đặt về cái vấn đề mà kinh tế để lo cho con được tốt nhất. Anh tự nhận thấy mình có phải là người nóng tính không ạ? Không, anh không có nóng tính. Khi mà vấn đề mà ghi lộn với em hoặc với ai đó thì anh sẽ lãnh cái chỗ khác, anh không bao giờ được to tiếng. Anh có nghĩ mình là người gia trưởng không anh? Không. Anh không có gia trưởng. Thì ở nhà anh rất là hiền. Là hiền tức là ví dụ ở nhà là vợ quyết hết hả anh? Hay sao? Dạ đúng rồi, vợ quyết hết. Thôi dạ thì vợ quyết. Dạ. Em nghe chỉ dạ rồi làm biết chốt hạ luôn rồi đó. Thì chắc thì chỉ có chủ nhật thứ bảy là thời gian anh có thể anh đi được nhiều. Ngày thường anh phải tập trung đi làm. Công việc của anh là có phải đi công tác xa hay là... Đó, anh không giờ làm cố định một chỗ. Ví dụ công ty anh ở quận 12 thì anh làm tất cả các thành phố và có thể là đi tỉnh nữa. Công việc thì của em thì cũng khá là bận rộn. Nhưng mà em vẫn muốn dành thời gian là để phải cân bằng được cái việc mà công việc với lại là cái việc mà chăm sóc con cái. Nên là em cũng mong một người là cũng biết cân bằng lại cái công việc của mình để mình có thể dành thời gian. Tại vì nếu mà khi mình bước tiếp một bước nữa thì mình cũng nên dành thời gian cho nhau nhiều hơn. Tiến tới nắm tay cô gái nào. Dạ anh chào anh. Chúng ta giao lưu chút xíu âm nhạc cho nó nhẹ nhàng cùng nói chuyện đi Huy. Nhà em ở đó em có hay uống cà phê hoặc là sáng chủ nhật rồi em có hay đi qua đâu khu gần Gò Vấp đâu không? Dạ cũng ít nè, chủ nhật thì thường á là về thì cũng ở nhà nghỉ ngơi chăm sóc con cái hoặc là cho bé đi chơi. Thật ra thì em cũng không phải là người quá đảm đang nên em phải nói trước chứ không anh nghĩ em đảm đang quá về là ý là mình cũng sẽ có những cái mà mình cũng sẽ không có chu toàn hết được. Bởi vì công việc của em là marketing cho nên nó cũng sẽ thiên về sáng tạo và nhiều khi nó cũng áp lực, cũng stress thì nên là thỉnh thoảng sẽ có những lúc là em sẽ cũng hơi khó chịu trong người á. Mong là những người nào hiểu, thông cảm và có thể chia sẻ được. Trước khi đi thì gái cũng dặn nếu chú Quyền Linh có nói ba hát thì nói ba đừng có hát, ba hát dở lắm. Ba đừng có hát, ba hát dở lắm. Sao nói thì con chú đâu đáng sợ đến tới đâu. Nào, coi nghe ba con hát này nha. Tình yêu có tình yêu hát con. Anh thì hát không hay lắm nhưng mà lên đây anh hát. Đời bao buồn vui, ngày tháng đưa ta về đâu, người ơi. Tình yêu đó riêng cho em, một đời mãi không quên. Bài hát dâng em, mối tình khát khao. Đời bao giông tố, đời nhiều chông gai. Anh vẫn yêu, tình yêu có em thôi. Đến suốt đời. Detox không khí từ trong ra ngoài. Toshiba. Để tay vào nút bấm các bạn. Các bạn đủ sức để có thể cảm nhận trái tim mình thật sự rung động chưa? Nếu chưa thì không cần bấm. Nào. 1 2 3 Hết thời gian. Trời ơi, bấm một lượt mới ghê chứ. Vỗ tay con ơi. Chính thức bạn đã hẹn hò với nhau rồi đó. Không luôn cưng. Bác cho con phép. Em cho con phép. Bác cho con giấy phép. Dễ thương. Tốt rồi. Hãy nắm tay thật chặt. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vinakioe, thép xây dựng Nhật Bản tinh thần thép. Gửi tặng đến bạn nữ bộ 3 sản phẩm kem nền đến từ thương hiệu Vanessa Care. Vanessa Care là thương hiệu mỹ phẩm trang điểm Hàn Quốc được chiết xuất từ hồng sâm, mang đến cho bạn một lớp nền hoàn hảo với những trải nghiệm ưu việt. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà của hệ thống Diamond Fitness Center, voucher tập luyện gói 2 năm trị giá 9 triệu đồng. Diamond Fitness Center chăm sóc sức khỏe và vẻ đẹp toàn diện của bạn. Với hệ thống Fitness 5 sao sẽ mang đến các dịch vụ về gym, yoga, dance, boxing đẳng cấp nhất. Toshiba Việt Nam tặng mỗi bạn một chiếc quạt đứng FLSD10WVN, công nghệ DC, inverter tiết kiệm đến 70% điện năng, vận hành siêu êm,
Đồ ồn chỉ 27 decibel hoặc 9 cánh với 4 chế độ gió thông minh, chế độ hẹn giờ tắt mở trong khoảng thời gian 12 giờ, chế độ điều khiển từ xa tiện lợi. Chúc các bạn thật nhiều may mắn, chúc các bạn hạnh phúc. Chương trình được phát sóng vào lúc 15:20 chủ nhật và 22:30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Mời các bạn xem bản muốn hẹn hò trên ứng dụng truyền hình NetClub. Các bạn có thể tải ứng dụng không chỉ xem bản muốn hẹn hò và các bộ phim hấp dẫn, các chương trình thể thao mà còn có cơ hội kết đôi hẹn hò trực tuyến tại đây. Cảm ơn Toshiba Việt Nam, Toshiba đỉnh cao chất lượng Nhật Bản đã tài trợ thực hiện chương trình. Còn bây giờ thì Hồng Vân và Quỳnh Linh xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Cảm xúc của em á thì giờ em nói chung là trước lúc ghi hình hay sau ghi hình thì khá là thoải mái, không có gì căng thẳng lắm. Em thấy ảnh là một người khá là chân thành, cũng có cái muốn vun đắp cái gia đình. Bên ngoài thì đương nhiên là những thứ mà cái hào nhoáng thì nó đi đập vô mắt mình thôi, chứ không thể nào mà lâu dài được. Thì chủ yếu là em thấy ảnh chân thành, có cái em thấy được cái đàn ông của gia đình của ảnh á, nên là em bấm nút tim em sao ta. Có em thấy ảnh khá là chân thành nên là em cũng có chút rung động thôi. Em Liễu dễ thương quá à. Lúc mà lên sân khấu mong đợi một người phụ nữ khoảng được 70%, nhưng mà không ngờ vượt chỉ tiêu vượt tới 85%. Nắm tay con gái tương đông nên hơi rung, chứ mà còn không có đám đông thì hơi chắc hơn. Giờ hết ngại rồi, tay em mềm quá. Cho anh xin ông kém đó nha. Chúng lẽ hồng mậu. Chúng lẽ hồng mậu. Dự định của buổi chương trình hôm nay thì em sẽ dẫn bạn Liễu đi đi ăn, rồi chụp hình quay phim. Nói chung là làm những điều mà tình yêu nó mách bảo em cứ làm. Em tên là Trần Thị Minh Phương, hôm nay em 34 tuổi, hiện tại em đang là trưởng phòng marketing tại công ty Lan Phan đặc sản Đà Lạt. Em tên là Nguyễn Đình Huy, năm nay em 37 tuổi. Các bạn đủ sức để có thể cảm nhận trái tim mình thật sự rung động chưa? Nếu chưa thì không cần bấm. Nào! 1 2 3 Nói chung là nó hồi hộp giống như là đám cưới lần đầu. Đám cưới lần đầu. Hôm qua là chuẩn bị rất là nhiều, như là bạn bè cũng quý mến chuẩn bị cho hoài rất nhiều mà chỉ được đem 3 món. Thứ nhất là cái ngôi nhà hai cha con cùng làm, cái thứ hai là một cái bó hoa, ba là một cái món quà bất ngờ. Nói chung nó không có giá trị nhưng mà bất ngờ. Xíu xa chương trình mình sẽ biết. Hôm qua giờ bé nó cũng nói chung là nó còn nói hơn anh nữa. Nó nói nếu mà cô được thì con sẽ giơ ngón tay số 1, bà sẽ bấm nút, còn con mà im ghê là bà biết rồi.
À, dạ, cảm xúc hiện tại của em á, thì em cũng thấy đến chương trình cũng là một cơ hội, cũng thấy là vui. Và em cũng hy vọng á, là sẽ mọi thứ sẽ có những thứ tốt đẹp sắp tới, nó sẽ đến với lại tất cả mọi người. Cảm xúc khi tới chương trình thấy bạn nữ ghép với mình hôm nay là hơn mình những gì mình mong đợi. Hy vọng sẽ tương lai tốt đẹp. Kế hoạch tiếp theo của anh là về phải đi làm nhiều hơn nữa. Tại vì nếu mà yêu là cái vấn đề tài chính nó sẽ giải quyết nhiều vấn đề hơn, nên mình phải đi làm nhiều thì mới nuôi dưỡng được tình yêu. Ừ, đúng rồi, hôm nãy em cũng nói tại đi thả cầm viên là đồng ý, tại vì không tốn tiền, vậy mấy chỗ mà tốn tiền hơi mắc mắc một xíu thì đi được không anh? Ví dụ em, tại vì em cũng thích đi du lịch lắm, mà nhiều khi công việc của em cũng mấy năm nay em cũng chưa được đi du lịch xa đó, thì em không biết là anh nghĩ sao. Cái vấn đề mà nói đi thả cầm viên miễn phí là ý của anh là muốn nói là anh có làm trong đó, anh có bảo trì trong thả cầm viên. Cái thứ hai là anh cũng là người thích đi du lịch đây đó, nhưng mà anh ngại ra đường tại vì thấy người ta có gia đình đầy đủ á, là anh thấy nó buồn, nó không muốn đi. Chứ mà có đầy đủ như vậy đi rất là vui, đi Vũng Tàu, Phan Thiết này nọ là chuyện quá bình thường. Tài chính không vấn đề đúng không anh? Dạ, tài chính không vấn đề. Con thấy cô này thì được, không có gì là không có hết. Thì nếu mà được thì con mong là cô và ba con thì dẫn em và con đi chơi nhiều. Đại vợ trước thì được 1 năm, thì tôi thôi nay là ba mấy năm rồi. Không nói đến vợ sau, thì ở được hai mấy năm thì vợ ấy mất. Em ly hôn năm 2016, còn em có một bé gái 32 tuổi, bé đã có gia đình 7 năm. Em mời anh cái vé đi xem kịch, hai anh chị đi xem kịch kinh dị đi, đặng cho bà sợ, cái bà hết hồn, cái bà ôm anh. Tôi được khóa những người ôm thôi à. Được anh che chở, bảo bọc, anh là bờ vai cho em nương tựa về sau. Chính thức thì con không có mối tình nào ạ, con hơi tự ti tí. Thì con không có định tỏ tình. Lúc mà nói ra thì người ta giờ gần như lấy chồng rồi. Em thì muốn tìm một người về ngoại hình thì ưa nhìn, rồi tính tình thì vui vẻ, với lại là mình có trách nhiệm. Em không thích á, mình đừng có một dạng mà gia trưởng, một vũ phu. Về cái tính cách thì chín chắn xíu. Cảm ơn quý vị và các bạn qua theo dõi. Chương trình được phát sóng vào lúc 15 giờ 20 chủ nhật trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.